có thường hay tập thể dục và hoặc là nâng cao sức khỏe hay không Vi? Dạ, em cũng tập nhưng mà tập trong phòng gym là chính á. Dạ. Thì gym cũng có cái tốt nhưng mà cũng có cái gọi là không tốt, bởi vì là mất nhiều thời gian và mình có phải là đăng ký phòng tập rồi đôi lúc phải mất nhiều chi phí này nọ mọi thứ và nó không phải phù hợp cho đại đa số. Dạ, nhất là những người bận rộn hoặc là họ không có thời gian để mà quá nhiều thời gian cho cái việc tập thể dục. Thì em thấy ở khu này em thấy có phòng tập cũng có một cái, có những cái thiết bị để cho khách ngoài hàng trời, phải không? Dạ. Đúng rồi. À, cái khu mà Phước Sửu và Vi đang đi đó là dự án GS Metro City. Dạ. Với một cái phân khu này, với một cái tổng quy mô dự án là đến 350 hecta và trong này có khá nhiều tiện ích. Dạ. Và hôm nay Phước Sửu và Vi sẽ phân tích cho quý anh chị về cái tính kết nối hạ tầng. Dạ. Để kết nối cái khu đô thị này trở thành một cái khu đô thị gọi là trung tâm tiềm năng về tương lai. Thì Vi có thể nói sơ qua về dự án này nằm trên tuyến đường nào và kết nối đi đến những cái cụm khu dân cư nào hay không nha? Dự án GS Metro City này hiện tại là đang tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì dự án này đây là một cái sự kết nối đến cao tốc Bến Lức Long Thành. Cái tuyến đó hình như là vành đai 3 đó Vi ạ. Dạ, là cái tuyến vành đai 3, tức là hiện tại ở cái dự án trung tâm này mình có thể di chuyển đến sân bay Long Thành chỉ mất 20 phút và di chuyển đến ví dụ như mình đi miền Trung hay là đi về hướng miền Tây thì cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng anh để ra cái cao tốc tới đó. Đâu Vi ạ. Dạ. Với từ cái dự án này thì mất tầm khoảng hơn 3 cây số thì mình chạm đến cái điểm lên xuống rồi. À dạ. Là mình có thể di chuyển về miền Trung miền Tây như Vi nói. Dạ. Và một điều đặc biệt là cái khu này á, sau này á thì như Vi nói là mình không có cần phải đi về khu Đông, không về phải về khu Tây để mình di chuyển về những cái miền Trung và miền Tây. Dạ. Mà mình di chuyển lên cái tuyến vành đai 3 này. À vậy hả anh. Dạ. Chắc là Vi sau này á là Vi sẽ đi Cần Giờ thường xuyên cho mà xem. Dạ. Ăn hải sản. Dạ. Cực kỳ ngon luôn. Dạ. Nhưng mà mất bao nhiêu? Chỉ hơn 10 phút thôi. À. Nếu mà kết nối từ vị trí này mình lên cao tốc thì mình đi về Cần Giờ. Dạ. Qua cái cầu Bình Khánh là gọi là tuyến vành đai 3 thì tầm khoảng hơn 10 phút là mình có thể là thấy được một cái biển rất là đẹp của Cần Giờ nè, ao hồ ăn hải sản. Dạ. Rất là đẹp luôn. Dạ. Thì nói về cái tính kết nối của dự án Zai Gai Nhà Bè này thì khá thuận tiện, trải dài đến 4-5 cây số dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Dạ. Đúng rồi. Và từ đây thì đi đến Phú Mỹ Hưng như Vi nghĩ là khoảng bao nhiêu phút? Dạ, ở đây cách Phú Mỹ Hưng 3 cây số. Có 3 cây số thôi hả? Cho là mình và đi cách... 5-7 phút phải không? Dạ, và cách quận 1 khoảng 7 cây số. Dạ. Tầm 20 phút. 20 phút là mình có thể kết nối đến trung tâm. Dạ. Đó là tình trạng gọi là kẹt xe, không kẹt xe thì có thể nhanh hơn nhiều, phải không? Dạ. Đúng rồi. Từ đây thì quý anh chị có thể di chuyển theo dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ, sau đó kết nối với Nguyễn Văn Linh và đi di chuyển về miền Tây. Một cái tuyến đường gọi là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Dạ. Rất là gần luôn. Dạ. Và em thấy cái con đường Nguyễn Hữu Thọ hay là những cái con đường kết nối xung quanh dự án rất là lớn. Tức là sao không sợ bị kẹt xe đó. Chính xác. Dạ. Khá đẹp luôn. Dạ. Và ở đây á là UV nghĩ là một điểm nhưng mà có đa kết nối. Dạ. Và chạm đến những cái tiện lợi bậc nhất của Phú Mỹ Hưng hiện tại. Dạ. Đúng rồi. Và ngoài ra thì ở đây thì không còn đi đâu xa, ở trong này thì có khá nhiều cái tiện ích mà một khu dân cư là nơi khác không có được. Dạ. Mặc dù là thấp tầng và biệt thự nhà phố nhưng mà chủ đầu tư dành hẳn ra mỗi phân khu khoảng hơn 100 cư dân thì có đến một cái clubhouse đến 1.000 mét vuông. Dạ. Và trong đó có đầy đủ những tiện ích khá đẹp để cho quý cư dân ở đây là trải nghiệm, sinh hoạt, để có thể là làm một nơi gần nghỉ ngơi. Dạ. Clubhouse là sẽ bao gồm là hồ bơi, những cái dịch vụ tiện ích như là xông hơi, sauna, đúng không anh? Đúng như rồi. Là một cái khách sạn resort. Chính xác. Dạ. Có hệ thống nhà hàng. Dạ. Có phòng gym. Rồi có những có thể tiếp khách hàng nè. Dạ. Rồi có thể là có những tiệc nướng barbecue ngoài trời. Dạ.
Em thấy chủ đầu tư rất là quan tâm đến cái cuộc sống của cư dân. Đúng rồi. Một khu dân cư khá đẹp nhưng mà tính kết nối cực kỳ dễ dàng và đồng bộ và được xây dựng mới nhất. Những khu đô thị mà gọi là xây dựng mới nhất, chắc hẳn đây là những khu đô thị sẽ sử dụng công nghệ 4.0, 5.0 vào trong cục đô thị. Dạ, đúng rồi. Tới đây mọi người nghĩ là tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo. Dạ. Mở cửa bằng võng mạc, quét xe xuống hầm vào khu những cái tiện ích bằng biển số. Và tất cả những tiện ích gọi là có 102 chỉ có ở tại Sài Gòn Nhà Bè này. Dạ. Rồi, quý anh chị cần thêm thông tin hãy bót ngay cho Phước Sửu và Vy theo số hotline bên dưới nha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại.